chưa cắt được. Được, cây này còn non lắm mọi người. Cây này chắc được ba trái này. Của bông này non lắm. Hello Xuân, hello cô Kết. Black, Black là sầu riêng đắt nhất thế giới đó mọi người. Mọi người thấy không? Em May có Black là cả một vấn đề đó mọi người. Rõ chuyên nghiệp còn phải đền hết mẹ luôn nữa Kết. Đó mà rõ chuyên nghiệp cũng trả giá nhiều lắm đó. Cái này cây Black nha, cây Black Thorn nha mọi người. Giới thiệu mọi người đây là cây Black Thorn. Em cũng còn mấy cây nhưng mà sợ nó non đó. Mỗi lần đi lên cả 100 cây. Nên khu trên này còn được mấy tạ nhưng mà nó còn cả trăm cây nên nhiều lúc lười đi lắm. Bao việc, nhà bao việc các mọi người. Nhà rất là bận rộn. Đúng, chuẩn đó Xuân. Chị thấy trả giá hoài. Trả giá tất cả những tất cả mọi thứ đều phải trả giá bằng tiền mặt. Xuân nói đúng á. Không ai biết được là trong cái nghề của mình đó, mình bị trả giá như thế nào đâu. Trả giá nhiều mà. Nhưng mà chị cá nhân chị May thì ba quả này. Ba quả này vẫn còn non lắm. Vẫn còn non lắm Xuân ạ. Bà Trùm mua sân kinh rồi đó mọi người. Em tự tin rằng mọi người không có mua sân kinh với em, lúc nào cũng có mua sân kinh nhá. Chẳng qua là thời tiết không ok á cô Trâm. Thì chị không cắt cho xỉ của chị cắt công ty thôi. Tại vì chị May làm á là mọi người biết sao. Chị May làm là chị May bao bù. Rất là uy tín. Cho nên thành ra là bây giờ mà cắt cho khách mà không ok á là chị May bù chết luôn. Chính vì vậy cho nên là chị May phải sợ cái gì? Ôi, cái trái này rụng kìa, rụng trên cây này. Ôi giời ơi, cái trái này rụng trên cây mà không ai biết. Mọi người. Ôi giời, ôi thôi chết chà. Ôi giời ơi, rụng trên cây để cho em khui thử cho mọi người xem nhá. À, buồn cười quá. Tự nhiên cái đi em đây. Trời ơi, bụt như ninja luôn đó mọi người. À, cái quả này là quả Musenking nó Musenking đó. Nó rụng, em không mang găng tay thợ cắt, em chỉ đi livestream thôi. Thế là thằng đó là em xem cơm nước thế nào mà. Quả này rụng ăn nhỉ. Wow mọi người nè, mọi người thấy không, Musenking cơm là phải vàng như thế này nhá. Musenking cơm là phải vàng nhá, tiêu chuẩn của em cơm là phải vàng như thế này nhá. Mặc dù là hôm mấy hôm nay thời tiết ở đây á
là khá kiểu như là bên trên thì đỡ mưa, nhưng mà ở dưới chỗ bảo là ngon mọi người ạ. Ở Đức Lộc á, mà em có mưa trên này thì ít mưa hơn, nhưng mà em test một quả, cái cây này nó chín rụng ở trên cây nè, chú la nhiều quá, chú nó rụng nhiều quá mà mưa em không cắt. Hôm nay nắng riêng em á, cơm ok chị gửi cho em hết nha Xuân. Nếu mà cơm ok á gửi về. Chị thấy cơm khá ổn này Xuân. Cho mọi người xem nhé, cơm ổn này Xuân, nhưng mà sóng hũ cơm vẫn là ngon nè, cơm ổn nè. Thấy không Xuân, cơm ngon. Chà, số lượng của em để cho khách thì không không được nhiều quá, nhưng mà ăn à, không đây, quả này là quả thực sự mọi người, là quả rụng rụng ở trên cây mà ông thợ em nó không nhìn thấy, mà em có lộc ăn em được nhìn thấy, mua sân kinh nha mọi người. Hôm qua ông Sơn, hôm qua chị Tết ăn no 6 hũ luôn đó. Buổi sáng á, trong cái đống giạt của em á, ở đống hàng hàng khui của em á, chị mới lấy ra một quả bé bé nhất luôn, sau nhất chị mới khui, cơm ngon thiệt, cơm đỉnh. Cho mọi người xem nhé, em test tại vườn. Ăn vậy thôi, không có đăng Facebook mang. Đây. Em chưa thấy ông à, ông em chưa thấy ông Hy hả? Lát nữa ông sẽ hy em, tại vì 8 giờ sáng xe mới chạy. Đây để chị khui ra cái muối này để cho em xem. 8 giờ sáng xe mới chạy. Nhưng mà công nhận hồi sáng chị khui cái quả mà để cho em khui cơm á, sáng sớm hữu ngon thiệt. Ngon, cơm khô, cơm ráo luôn á. Đây, chị khui tiếp một cái muối này cho mọi người xem, tại vì cái quả này á là nó lơ lửng ở trên cây ấy mọi người. Trời ơi nắng quá, em đi như một con dở mọi người, ngại quá. Nó treo lơ lửng trên trên cây á. Ôi dồi ôi, nó cũng được học A đây mà nó bé thôi, nhưng mà nó em ạ. À, thế là mình đến đây mình có lộc ăn. Úi dồi ôi, ngon dã man con ngan. Mọi người thấy không? Ngon dã man con ngan luôn. Mua ok không chị? Mua cũng ok em. Mua cũng ok, tạm thời thì thấy ok đó. Nè, cơm này, cơm ok. Cơm ok. Mọi người biết không? Cái bán nếu mà hàng mà cơm không ok á. Ok. Hàng mà không ok á là em phải đẩy đi công ty. Còn nếu mà hàng ok á thì em mới đẩy về cho xỉ em. Nhưng mà thực sự là mấy hôm nay mưa quá, em hẹn với các bạn Hoài, à bạn Yến ở Bến Tre nữa kìa, em hẹn với các bạn Hoài luôn, vì thế là trên đây ăn nhiều quá béo mọi người. Em hẹn với các bạn nhiều quá mà mưa cho nên ok Yến, mưa mà bây giờ mưa này á mọi người biết không, cơm nó nhão lắm thật sự luôn, cơm nó nhão nó không ngon đâu, cho nên là em không không cắt, em để cho nó ráo, thật là ráo. Thì mấy ngày hôm nay nắng em vào em test cơm lại, thấy cơm vàng một ngọt này. Quả này là quả rụng ở trên cây chắc ngày hôm qua rồi, nhưng ăn không hề nhặng đắng nhá, ăn rất là ngon. Quả này em mọi người thấy cơm vàng không, vàng chóe luôn. Tất nhiên là nó sẽ có cái phần mà do thời tiết mấy này nó nắng nó mưa cho nên cơm nó sẽ có phần là hơi nhão, nhưng mọi người gặp thêm nó chín cây nó sẽ nhão hơn một tí, hơn là việc mình xử lý. Nhưng mà các bạn sỉ hay là tất cả mọi người cùng phải thông cảm cho em, đó là
không thể nào mà thời điểm này ở sầu miền Đông mà các bạn